Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Hôm nay chúng ta sẽ học môn khoa học lớp 5, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài 12, ôn tập chủ đề năng lượng. Phần đầu tiên của bài học là phần 1, sơ đồ hóa. Viết, vẽ những điều em đã học được từ chủ đề năng lượng và chia sẻ với bạn. Các em có 60 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 60 giây bắt đầu. các em đã có câu trả lời của mình chưa và đây là câu trả lời của cô trả lời chúng ta có thể tóm tắt sơ đồ như sau năng lượng năng lượng và vai trò của năng lượng nguồn năng lượng vai trò của năng lượng mạch điện đơn giản mạch điện thắp sáng đơn giản mạch điện thắp sáng trong đời sống vật dẫn điện và vật cách điện vật dẫn điện vật cách điện ứng dụng của vật dẫn điện vật cách điện sử dụng năng lượng điện an toàn điện tiết kiệm năng lượng điện năng lượng chất đốt một số nguồn năng lượng chất đốt và vai trò của chúng cách để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt tiết kiệm năng lượng chất đốt năng lượng mặt trời gió và nước chảy năng lượng mặt trời gió và nước chảy khai thác sử dụng các dạng năng lượng mặt trời gió nước chảy ngoài ra các em còn có thể trả lời bằng cách viết như sau bài năng lượng và vai trò của năng lượng tên một số nguồn năng lượng mặt trời thức ăn lửa xăng dầu gió nước thanh đá gió nước dầu mỏ và khí tự nhiên năng lượng được sử dụng trong quá trình sản xuất và công nghiệp để vận hành máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất năng lượng được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày như sử dụng máy tính xem tv sạc điện thoại di động sử dụng máy giặt và máy sấy. Năng lượng được sử dụng để sưởi ấm trong các ngôi nhà, văn phòng và các cơ sở khác vào mùa đông thông qua các hệ thống sưởi, lò lửa hoặc lò nướng. Năng lượng được sử dụng để tạo ra ánh sáng cho việc chiếu sáng trong nhà, công viên, đường phố và các khu vực công cộng thông qua các đèn điện, đèn led và các nguồn ánh sáng khác. Năng lượng được sử dụng để nấu ăn và nấu nướng thông qua việc sử dụng bếp ga, bếp điện, lò nướng và các thiết bị nấu ăn khác. Bài mạch điện đơn giản Tên các bộ phận của một mạch điện thắp sáng đơn giản, pin, bóng đèn, khóa ca, dây dẫn. Trong mạch điện, dây dẫn nối các bộ phận của mạch điện với nhau và cho dòng điện đi qua. Nguồn điện cung cấp điện giúp bóng đèn phát sáng, công tắc dùng để đóng, ngắt điện. Bài vật dẫn điện và vật cách điện. Các vật làm bằng đồng, sắt, nhôm, cho dòng điện đi qua là vật dẫn điện. Các vật làm bằng nhựa, giấy, gỗ, không cho dòng điện đi qua là vật cách điện. Các vật dẫn điện được sử dụng để nối các thiết bị mạch điện, dẫn điện từ nguồn điện đến các thiết bị máy móc. Các vật cách điện được sử dụng để ngăn cách dòng điện với bên ngoài, đảm bảo an toàn cho việc sử dụng dòng điện. Bài sử dụng năng lượng điện. Một số quy tắc an toàn điện: không chạm vào dây điện bị hở, không lắp đặt thiết bị điện nơi ẩm ướt, không đến gần các khu vực có cột điện cao thế, trạm biến áp. Phải báo tin cho người lớn biết ngay khi thấy những sự cố về điện. Để tiết kiệm năng lượng điện, chỉ dùng điện khi cần thiết, tất các thiết bị điện khi không sử dụng. Việc tiết kiệm năng lượng điện góp phần bảo vệ môi trường. Bài năng lượng chất đốt Trong tự nhiên, than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên là những tài nguyên được hình thành qua hàng trăm triệu năm. than đá được hình thành chủ yếu từ xác thực vật bị vùi lấp dưới đất và phân hủy. Dầu mỏ được hình thành chủ yếu do xác các sinh vật bị vùi lấp trong bùn và cát. Các sinh vật chết đã biến đổi thành một chất lỏng đen quánh gọi là dầu thô hay dầu mỏ khí tự nhiên được hình thành khi các sinh vật bị phân hủy. Khí tự nhiên thường được tìm thấy cùng với than đá và dầu mỏ, một số nguồn năng lượng chất đốt, củi, than đá, xăng, dầu, khí đốt. Chất đốt khi bị cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nấu, thắp sáng, vận hành máy móc. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt cần, tắt bếp ngay sau khi không sử dụng, không để các chất dễ cháy nổ gắn bếp. Khi phát hiện có đám cháy, cần hô to để báo cháy hoặc gọi điện số 114. Các chất đốt khi cháy đều sinh ra nhiều loại khí và chất độc hại nên phải sử dụng các loại bếp và lò đốt có ống khói với hệ thống xử lý khí thải. Khuyến khích người dân sử dụng khí sinh học để giảm bớt khí thải để bảo vệ môi trường. Chúng ta cần sử dụng tiết kiệm năng lượng chất dốt bằng cách điều chỉnh ngọn lửa khi đun nấu và sử dụng các đồ dùng trong bếp phù hợp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bài năng lượng mặt trời, gió và nước chảy. Năng lượng mặt trời để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đưa nấu và sản xuất điện mặt trời. Năng lượng gió được dùng để chạy thuyền buồm, sản xuất điện. Năng lượng nước chảy được dùng để đáy thuyền, bè, xuôi dòng nước, làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao, sản xuất điện. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước chảy là các nguồn năng lượng sạch và có thể thay thế các nguồn năng lượng chất đốt. Phần tiếp theo của bài học là phần 2, cùng làm bộ sưu tập. Làm bộ sưu tập hình ảnh về các dụng cụ. Thiết bị tiết kiệm năng lượng được gia đình em hoặc người dân sử dụng. Giới thiệu sản phẩm của em, chia sẻ với các bạn những việc em gia đình đã làm để sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm các nguồn năng lượng. Các em có 60 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 60 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Hình ảnh về các dụng cụ, thiết bị tiết kiệm năng lượng được gia đình em hoặc người dân sử dụng gồm. Tấm pin năng lượng mặt trời, tua pin gió, tua pin phát điện nước, bóng đèn LED. Những việc em, gia đình đã làm để sử dụng hiệu quả, an toàn và tiết kiệm các nguồn năng lượng. Không cho tay vào ổ điện. Không chơi gần nơi có điện cao thế không sờ tay vào dây điện hở tắt đèn điện khi không sử dụng sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và bài học của chúng ta đến đây là hết cô chúc các em chăm ngoan học giỏi xin chào và hẹn gặp lại